Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Maruyama và nó có tên riêng là GKB 2610E nha các bạn. Cây GKB 2610E này nó có cái nòng là 34 ly và dung tích xi lanh nó là 26cc, với tầm làm vườn của mình rất là vừa tay các bạn. Rất là vừa tay ha. Không quá mạnh mà cũng không hề yếu. Dòng máy này đánh cước khá ổn đó các bạn ha. Nó rất là mạnh. Cây máy này nó có cái điểm đặc biệt là cái bít tông có khe chứa chất nhờn nha các bạn. Bít tông có khe chứa chất nhờn như vậy thì nó được lợi gì? Nó tích lũy chất nhờn vào hai cái khe ở phía bên lửa này ha. Khi mình chạy máy nhỏ nó tích lũy chất nhờn vào đó. Khi mình tăng tốc là nó tiết cái chất nhờn ở khe bên tông nó ra ha, làm cho cái máy mình hoạt động trơn tru, không có bị dính nồng, không bị xếp bạc ha. Và cái chuyện mà nó hoạt động trơn tru như vậy nó dẫn đến cái việc rất là ít ăn xăng các bạn. Máy khỏe, ít ăn xăng. Kế tiếp nữa là nó có một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Chụp giật trợ lực mới cáo luôn. Và xem. Cũng hới luôn ha. Kế tiếp nữa là nó có một cái chế hòa khí hai kim. Hai kim đời mới nha các bạn. Hai kim này, cây kim ở trên này là cây kim lộ thiên ha. Và cây kim trên này nè là cây kim tốc độ thấp, đó là lộ thiên ha. Còn cây kim tốc độ cao này là kim ngầm nha các bạn. Mục đích nó chế ra cây kim ngầm này để cho mình người không có am hiểu thì khó chỉnh nha các bạn. Các bạn làm vít bằng tâm xe đạp á, cái vít dẹp bằng tâm xe đạp các bạn đưa vào đây các bạn sẽ chỉnh được như những cây lộ thiên nha. Nhưng mà nó hơi khó gắt gối là do là mình phải chế cái dụng cụ đặc biệt chỉnh nó mới được ha, cái vít dẹp ha. Thì cây kim này nó lợi hại ở cái chỗ là hễ thiếu xăng là máy rất mau hỏng ha. Cho nên người ta không có cho những người không am hiểu không dễ gì chỉnh được ha. Để chi? Để cho cái máy nó hoạt động ổn định và nó bền hơn ha các bạn. Kế tiếp nữa là nó, cây máy này nó rất là nhiều cái ưu điểm các bạn. Nắp xăng kính ha, Maruyama nắp xăng kính nó có lỗ thông hơi riêng các bạn nè, kính mít luôn. Dây nó còn dính đây ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt đó các bạn, xăng cộng với nhớt ha. Với tỷ lệ mình khuyến cáo anh em nên dùng là 1 lít xăng ha, 50cc nhớt. Đó là tỷ lệ tối thiểu nha. Các bạn có thể tăng lên 60-70 ha, tùy theo mức độ ra khói và tùy theo mình sử dụng. Mình thấy nó nhiều xăng chút là nó rất là nhiều nhớt chút nó rất ổn các bạn. Nó không có bị cháy cái mùi khói ở trong nòng nhiều ha. Nhiều nhất là nó đẩy cái mùi khói ra ngoài hết. Do đó cái máy mình rất là sạch sẽ, không có bị xếp bạc ha, không bị đóng nòng ha, không bị đội đầu. Nhớt nhiều rất là hay các bạn. Nhưng mà đừng có nhiều quá đáng ha. Máy nó chậm nổ. Mình khuyến cáo các bạn nên xài là từ 50 cho tới 70 ha. Cái đó là rất là ổn ha. Kế tiếp nữa, cái máy nó rất là nhiều cái ưu điểm các bạn. Rất là nhiều ưu điểm. Ở đây cái bô e này chưa có cái dòng máy nào mà được cái bô e nó kín đáo mà nó hay như cái bô e này các bạn. Rất đẹp. Đây nó che kính ở trên ha, thấy rất là mỹ miều ha. Và ở trong các bạn thấy nó lọc gió, thấy siêu lọc gió luôn. Các bạn thấy không? Siêu lọc gió. Mít hết, không có còn kẻ nào để gió để bụi lọt vô được hết. Đây, các bạn thấy nó hai lớp nè, lớp trong nữa nè,
ấp này lấp nỉ nè ha, ấp này lấp trong lấp lấp cước nè, đây nó còn dính đây, rất dễ lấy ra các bạn. Các bạn có mũi nhọn các bạn đưa ra là nó ra theo ha, mệt cáo luôn. Cái máy coi như là đẹp 95% luôn, đẹp 95% nha. Ở trong lốc này có mét in xa băng nha các bạn, bạn về trải nghiệm rồi, có mét in xa băng, e gió nó nè, e gió phía phần trong bằng sắt, chỉ có cái miếng ở ngoài này là bằng nhựa thôi ha. Chụp cái nấm mình đè tay vô là bằng nhựa, còn trong bằng sắt nha, nó siêu bền luôn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh luôn. Đây, mình để xuống là mình gáp cái bộ e vô ha. Máy rất đẹp các bạn, ít có khi nào gặp được một cái một con máy đẹp vậy lắm nha. Đấy, các bạn thấy nồng nó nè, giống như chưa xài, các bạn quan sát kỹ xem ha, cái nồng nó giống như chưa xài, không có bê bết mình nhớt ha, không có bụi bẩn ha, rất là đẹp. Bồ lửa của nó nè, bồ lửa có lỗ hút khí nha các bạn, có hai cái lỗ hút khí nè, nó thải một cái luồng khí nóng ra ha, đồng thời nó có cái hiệu ứng Venturi ở đây, nó sẽ hút một số không khí lạnh vào, nó đẩy ra chung như khi nóng ha, làm cho mát mát bớt cái bô, nó dịu, nó không có cao độ được ha, nóng nó không có lên cao độ được. Các bạn có tham khảo thì các bạn hiểu cái hiệu ứng Venturi là như thế, một luồng khí nó đẩy qua bên kia mạnh qua bên phía ngoài này, thì có một luồng khí lạnh, không khí lạnh nó, không khí nóng nó đẩy ra theo đường bô ha, còn không khí lạnh ở ngoài nó hút vào. Đấy, nó thiết kế hiện đại lắm các bạn, rất là ngon. Maruyama ha, em toàn cầu, rất là đẹp, máy đẹp 95% luôn, ốc này trắng tinh luôn, cùm nè, tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải nè, tay ga có tích hợp công tắc nè, tay ga ha, rùa thỏ rồi, tay ga nè, bật xuống như vậy là tắt nha các bạn, xuống như vậy là off đó, bật lên như vậy là on này ha. Rất là đẹp luôn. Tên của nó nè, GKB2610E. Nhân cỏ nó nè, cùi nè, cùi rất là chắc luôn. Cùi, cùi có siêu chống dính cỏ các bạn, chén úp ngược từ dưới lên nè, chén tiện luôn ha. Ở dưới này có chống mài mòn nguyên khối luôn. Đấy, rất là đã luôn. Tập thể cái máy này ha. À, để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Đầu tiên thì chế hai kim này thì mình cũng bơm xăng các bạn, bơm xăng phía dưới nè, đóng e ha. Mình giật lên nó sặc một tiếng thì mình đóng e, mở e ra, mình giật tiếp thì nó sẽ nổ ha. Còn nếu mà nó đã lên xăng sẵn rồi thì các bạn giật là nó nổ thôi, khỏi cần phải khỏi cần phải đóng. Các bạn nghe hơi nữa nha, mình khéo không ra luôn á, chụp giật trợ lực á, đấy nổ rồi đó ha. Các bạn thấy giật chơi là nổ rồi ha. Mình giật nó chỉ qua một vòng tua là nó nổ rồi. Nhảy
nhạy, rất là nhạy luôn ha. Qua một vòng tua mà các đời máy Maru đều nhạy hết các bạn. Các bạn thấy mình nó di vật nó dài lắm nha các bạn. Khoảng 7 tấc cho tới 8 tấc. Nhưng mà mình kéo ra chỉ có một đoạn ngắn thôi là nó nổ. Một đoạn ngắn thôi. Trời ơi, nó lớn cho các bạn xem nha. Hét thì thường ha. Các bạn nghe cái tiếng nó rất là ấm áp ha, do nó cái bô nó đặc biệt. Đè dưới là tắt nha các bạn. Đây, xuống vậy là tắt ha. Lên là mở ha. Đây, mình tắt xong rồi mình mở. Rồi. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama GKB2610E đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.